tác giả của kịch bản Già Cổ Hoài Lan, tôi rất là vui khi nhìn thấy đứa con tinh thần của mình sau hai mươi mấy năm tồn tại dưới dạng vở diễn trên sân khấu thì bây giờ nó khoác một chiếc áo mới để đến với những đối tượng khán giả mới nữa, đó là chiếc áo điện ảnh. Anh còn nhớ chỗ này là chỗ nào không? Đây là cảnh quê mình mà. Cái cầu khỉ mình đi học mỗi ngày. Ở sân khấu, khán giả cùng tưởng tượng với diễn viên hết. Nhưng ở điện ảnh thì người ta thấy, quý vị sẽ nhìn thấy tất cả những cái câu chuyện mà chỉ nghe kể ở sân khấu bây giờ nó hiện ra trước mặt. Trời ơi, nghĩ sao? Bắt chuồng chuồng cho cắn rúng rồi té xuống sông uống nước. Hai nhân vật của ông Tư với ông Năm á, thì phải nói rằng đây là hai nhân vật xương sống của cái câu chuyện. Mà hai ông này tuy hai nhưng mà thật sự hai ông là một, cùng lớn lên, cùng có tuổi thơ, cùng quê hương và cùng yêu một cô luôn. Cái cùng yêu một cô nó biến hai ông này từ một trở thành hai. Khi hãy cứ nhắc tới gì quê nhà đó, hai ông là như một vậy đó. Mà nhắc tới cô kia là bắt đầu mỗi người đứng qua một nơi và bắt đầu móc khóe cạnh khóe nhà. Chết mẹ rồi, lộn số rồi. Cái điều đó nó là lên một cái mối quan hệ rất là đặc biệt giữa hai cái nhân vật này. Khi mà hai ông già nói chuyện với nhau và nhắc lại chuyện cũ thời dưới quê thì với điện ảnh thì chúng ta tái hiện lại những cảnh flashback nó dễ hơn là sân khấu. Đó là những cái ngày tháng rất là đẹp và tôi chọn những cái diễn viên mà tôi nghĩ rằng rất là giỏi. Ví dụ như những em nhỏ giống như là Trọng Khang, Thanh Mỹ và bé Ben. Khi lớn lên cái tuổi 18 đôi mươi thì chúng tôi chọn Will hay là Đình Hiếu, và rõ ràng những cái diễn viên đó nhập vai rất là tốt, nó làm cho bộ phim nó thuyết phục hơn và nó dễ thương hơn rồi. Ê, tôi lấy được con diều rồi nè. Năm diều, trả lại đây. Ông Hoài ơi, chơi phải diều. Nhân vật Út Trong từ nhỏ thì đã chơi với hai người bạn thân, đó là Tư Lành và anh Năm Triều. Tuổi thơ họ lớn lên cùng với nhau. Và tới khi 18 đôi mươi thì Út Trong đã mê giọng hát của anh Tư Lành. Từ là từ phụ tướng. Trong bộ phim mình có lồng thêm những cái chuyện tình cảm, chuyện tình tay ba. Nhưng mà thật ra là mối tình rất là chân thật của những người ở quê. Từ nhỏ lớn lên rồi già đi, người ta vẫn lúc nào trong tim người ta cũng có một cái cạnh tranh giữa tình yêu, nhưng mà cạnh tranh rất công bằng và trong sáng. Chào các bạn, mình là Will đến nhà Mạc Sáu Năm. Ngày hôm nay mình được tham gia vào bộ phim Già Cổ Hoài Lan. Từ trước đến giờ cũng có coi kịch rồi thì cũng thường kịch là mọi người coi thì chỉ là nói về hai ông già lúc mà đi định cư nước ngoài thôi, còn bây giờ là sẽ quay luôn một số phân đoạn của hai ông già lúc trẻ. Thì Will được vinh dự đóng vai là một trong hai ông lão đó lúc trẻ, và đặc biệt là được đóng vai trẻ hơn tuổi thiệt tới 10 tuổi lận, là từ 27 mà rớt xuống hạ xuống còn là 16, 17 thôi. Nè, trời ơi, sao nó bự dữ vậy cha? Tụi mới nói xui mày. Đèn nhỏ là để đốt ở trên bàn thờ, còn đèn lớn là để xin phép ông bà tổ tiên tác hợp cho mình nên vợ nên chồng, hiểu chưa? Nhớ học lời khấn cho nó đàng hoàng, lên đèn là quan trọng lắm đó. Ủa cha đi đâu cha? Đi vô tới gặp vợ tao. Ủa chi cha? Mày đó, mày hỏi nhiều quá, đám cưới xong tao cho tiền mày dẫn vợ mày lên Sài Gòn, lên trên đó dẫn vợ mày vô HK, đèn lớn đèn nhỏ gì cũng có hết trơn á, rồi xong già rồi mới dám nói.